mẹ nó ngồi đây sẽ có lỗ mũi nó đang ăn. Mẹ nó lỗ mũi nó bự. Lớn rồi bự. Dù mốt ấy, ngô phải sữa đâu. Sản phẩm phải sữa là đã kiểm nghiệm chưa? Đang ngừng. Không phải không được mốt. Ở phía trên là côn trùng đang che giấu những phần lửa ở phía trong cái đường này. Nhớ ngồi. Mày có lương á. Mày nghe 5 tay, mày 6 tay. Mày còn ăn thịt khỏe nó còn. Nói là nãy nó còn 27 ăn thịt lương mà nó đủ tiền mà mai chợ. Ủa mua cả cái ba đủ 100 ngàn anh hả? Thầy dư 2 ngàn đấy. Dư gì? Dư tặng gì? Con gì cứ xài nhiều cũng tiền. Nó đi chợ có mua gì đâu mà hết 500 ngàn. Còn 600 hả? Mua gà bắt mẹ 180 rồi. Cái cây của bông cũng phải 300 ngàn rồi. May là sườn qua mua còn dư á. Còn bí dở quá. Bông này 5 ngàn. Cái bông này biết nhiêu không? 14 ngàn á. Mà cái món bí thì dở. Bí không ăn được. Bí khác gì dưa leo. Bông thọ này thì 5 ngàn cây. Ở trên Bình Kinh 2 cây, Bình Lệ 2 cây là 30. Dưới này 34 ngàn, 14 ngàn cây đó. Mình thờ Phật mình thấy cúng mơ thờ cái bông gì nó tươi có ngày cái bữa bông kia à đẹp lắm bông là của cây nó chỉ có hai con bông thôi bông giống như bông kèn hả bông bông ly bông nó nở là gì không nở bự nặng biết rồi cây nó hai con bông không sao biết con nó mà không có định nó bó chợ cũ á có con mua rồi đó một cây á hai bông á giữ hoài giữ rồi giữ bông rồi ba bông rồi hai ngàn nở đẹp. Đưa cái tay đưa không cho nó nhịn là nó giữ à. Giờ lên. Đó. Giờ cao nữa lên. Nhai luôn. Nó ăn dài hả? Ừ, nuốt ra. Cái nó dẹp bớt cái xe kia, nó dẹp bớt vô đây làm nghỉ nhất. Để đâu? Xe gì? Xe của thằng đó, cái xe nó để chở nó.